Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. Phật dạy, chỉ cần làm những điều này mỗi ngày, phúc đức may mắn khắp mọi nẻo đường. Trong cuộc đời, ta sẽ gặp rất nhiều người, nếu có duyên có phận, sẽ đi cùng nhau một đoạn đường, thậm chí may mắn là cả con đường. Nhưng nếu không may, chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn thôi, rồi người rẽ trước, người rẽ sau. Có những người khi đi lướt qua nhau, sẽ thành người xa lạ. Nhưng mỗi cuộc gặp, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường đều có ý nghĩa với ta. Cho dù đó là người cùng ta chơi chung những trò chơi ngày thơ bé, cùng ăn chung một cái bánh con, cùng khóc vì mẹ mắng, cùng tay lấm mặt lấm cười vui, rồi lớn lên, mỗi đứa một chí hướng, một con đường, một ước mơ, rồi xa nhau và không bao giờ gặp lại. Hay là yêu thương, có thể trong thanh xuân của mình, bạn sẽ gặp một người mà bạn muốn gắn bó, muốn yêu thương, muốn đi cùng suốt đến suốt cuộc đời. Nhưng rồi tơ duyên dứt đoạn, bạn và người ấy chỉ có thể đi với nhau một đoạn thời gian mà thôi. Dù đó là người đầu tiên bạn yêu thương, nhưng không thể đến được cùng, đừng oán than. Tình cảm đó sẽ theo suốt cuộc đời, cho dù không nguyên vẹn. Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã rẽ, ắt sẽ có người rẽ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chia đoạn đường ngắn, có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Chưa đi đến cuối con đường, cũng khó mà biết người đó có cùng ta mãi mãi. Nhưng con người dường như có một linh cảm khi gặp ai đó, rằng đó chính là người sẽ mãi đi cùng ta trên con đường đời thăm thẳm này. Dù sao đi nữa, dù ngắn, dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường, đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần của đời ta. Cuộc đời bạn sẽ gặp nhiều người, yêu ghét, lãng quên hay nhớ mãi, nhưng nhất định hãy nhớ cách đối đãi sau đây. 1. Khi gặp người mà bạn thật lòng yêu thương, bằng mọi giá hãy làm cho người ấy yêu thương bạn và muốn ở bên bạn mãi mãi, bởi nếu người ấy ra đi, bạn sẽ vô cùng đau khổ. 2. Khi gặp một người bạn đáng tin cậy, hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với người này, vì trong cuộc sống rộng lớn này thì việc gặp, được tri ân tri kỷ vô cùng khó. 3. Khi gặp người mà bạn mang ơn, hãy có những hành động bày tỏ sự cảm kích với họ, tuyệt đối không nên làm tổn thương họ, vì họ chính là ân nhân của bạn. 4. Gặp lại người yêu cũ, nên nở nụ cười với họ, cảm ơn họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu. 5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn, nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường, cứng rắn hơn. 6. Gặp người từng phản bội bạn, quay lưng với bạn, hãy cứ vui vẻ bắt chuyện với họ, vì nếu như không có sự phản bội của họ, thì tầm hiểu biết của bạn về cuộc sống này vẫn vô cùng hạn hẹp. 7. Gặp người bạn đã từng yêu say đắm, nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu là nhìn thấy mình, nhìn thấy người mình cảm thấy hạnh phúc cũng là một điều hạnh phúc. 8. Gặp người tình cờ đi ngang qua bạn, họ là người góp phần khiến cuộc sống của bạn lung linh hơn, màu sắc hơn, bạn nên cảm ơn họ. 9. Hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay, bởi vì người ấy đã dành tình yêu cho bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc. Và tiếp theo là 5 đức tính vàng của vợ mang lại may mắn phúc đức cho chồng. Thứ nhất, một người vợ tuyệt vời là người biết đối nhân xử thế. Người xưa thường nói, giàu vì bạn, sang vì vợ, là để thể hiện tầm quan trọng của người vợ đối với người chồng. Một người vợ tuyệt vời là người vợ biết giữ thể hiện cho chồng trong gia đình và xã hội. Rất nhiều chị em luôn luôn thể hiện cái tôi hay tính hơn người và không ngoại trừ chồng mình. Các chị em thường mắng hay lên giọng với chồng mình, quát tháo thậm chí cãi nhau với chồng không nhân nhượng trước mặt người khác, nói xấu chồng. Chính điều này đã làm tổn thương thể diện của chồng. Bởi đối với người đàn ông, thể hiện rất quan trọng. Những người phụ nữ thông minh luôn biết cách làm cho chồng mình cảm thấy hãnh diện về vợ.
họ luôn để chồng giỏi hơn mình, cho chồng quyền làm chủ trước mặt người khác, giữ sĩ diện cho chồng, biết cương nhu, đúng thời điểm sẽ khiến chồng luôn luôn nể trọng. Thứ hai, không trách mắng chồng. Người ta nói rằng đằng sau một người đàn ông thành đạt là người vợ tốt, quả không sai. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng có thể bắt gặp những trường hợp này. Đằng sau những vị thương nhân, những nhà khoa học thành đạt đều là những người vợ biết chăm sóc, bao dung, tha thứ và cảm thông. Vì sao có một số người vợ rõ ràng có tướng vượng phu nhưng không thể vượng phu? Điều này là bởi vì cái miệng của họ luôn phát ra những lời khó nghe. Một người vợ trách giận người chồng, phát ra những lời nguyền rủa chồng thì sẽ rất linh nghiệm. Cho nên thường xuyên trách mắng chồng sẽ khiến phong thủy tốt của anh ta tan biến mất. Thứ ba, tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình. Đừng coi chồng là người duy nhất quyết định hạnh phúc của cuộc đời bạn. Đó là suy nghĩ của tất cả đàn ông, mong phụ nữ hiểu. Bởi hạnh phúc của bạn do chính bạn tự chịu trách nhiệm lấy. Khi bạn đặt hạnh phúc cuộc đời mình lên vai chồng, người chồng sẽ vô hình chung phải đảm nhận một trách nhiệm lớn lao mà họ không thể can thiệp toàn bộ. Nhưng khi bạn sống với tình yêu, niềm vui, bạn sẽ tìm thấy đam mê, hạnh phúc, thấy năng lực ngập tràn và tự hài lòng về cuộc sống của mình. Dĩ nhiên người chồng nào cũng mong manh và mong mang lại hạnh phúc cho bạn, nhưng họ không muốn bị đổ lỗi khi bạn gặp bất hạnh. Hãy tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình. Thứ tư, nấu ăn ngon, đức tính tuyệt vời của mỗi người vợ. Có câu nói nổi tiếng rằng, muốn chiếm được trái tim của người đàn ông, trước tiên bạn cần chinh phục thành công dạ dày của họ. Chính vì vậy, những gia đình hạnh phúc luôn luôn tự hào vì gian bếp của nhà họ luôn đỏ lửa và ấm áp với những bữa cơm ngon. Những người chồng thật đơn giản, họ không cần một người đầu bếp chuyên nghiệp, món nào cũng biết. Họ chỉ cần người vợ tuyệt vời, biết nấu những món ăn họ thích và chăm sóc gia đình bằng những bữa cơm lành cay ngọt. Thứ năm, cho đi mà không cần nhận lại. Nếu bạn mong muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn luôn phải sẵn sàng làm mọi thứ để tạo ra hạnh phúc đó, cho dù chồng bạn là ai. Nói khác đi, bạn phải tự chịu trách nhiệm về phía mình và nỗ lực hết mình vì gia đình trước khi đòi hỏi chồng sẽ làm cho mình cái này, mang lại cho mình cái kia. Trong cách nghĩ của đàn ông, khi bạn trao đi mà không cần nhận lại, một người chồng tốt sẽ tự biết phải đáp lại vợ như thế nào. Còn khi không nhận được xứng đáng từ chồng, người vợ nên biết điều chỉnh phần mình trao đi để tự cân bằng hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất là người sống thuận theo tự nhiên. Tự nhiên luôn là bản chất của vấn đề, bản chất của sự việc, bản chất của những điều trong cuộc sống. Khi bạn hiểu rõ đạo lý này thì quả thực bạn sẽ sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống hiện tại, xã hội phát triển và cũng có nhiều thứ hấp dẫn con người ta. Hãy thử tự hỏi mình rằng có bao nhiêu điều bạn mong muốn. Thanh niên mong muốn một cuộc sống dư giả, có nhà lầu xe hơi, có một người vợ như ý. Người già mong muốn có một món tiền tiết kiệm để giải quyết những vấn đề cuối đời. Phụ nữ mong cầu sắc đẹp, tiện nghi. Ai ai cũng truy cầu một điều gì đó. Khao khát cải thiện điều kiện sống, âu cũng là một nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng cuộc đời nhiều khi lại không như mong ước. Và khi truy cầu không được thì khát khao lại càng lớn hơn. Con người dường như đang sống vì những xúc cảm và cũng vun đắp bản thân bằng những xúc cảm. Làm mà không cầu. Kỳ thực trong cuộc đời ai cũng có số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, nên mỗi người cũng có những con đường khác nhau. Những nguyện vọng mong muốn tốt đẹp ta sẽ có thể lưu giữ, nhưng đừng nên biết mình và biến mình thành một người vì mục đích mà bất chấp tất cả. Hãy làm việc hết mình cho ý tưởng và những điều tốt đẹp của mình. Nhưng chuyện thành bại thì bạn không thể kiểm soát được hết. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người chỉ là một sản vật của tự nhiên, sản vật của vũ trụ và có những quy luật vô cùng to lớn đang tác động lên con người. Đó là quy luật kinh tế, hoàn cảnh sống, phong thủy, tố chất của từng người, hay thậm chí là cả thiên tai, nhân họa.
tất cả đều tạo nên con đường mà đời người ta phải đi qua. Con người đơn lẻ đâu thể kiểm soát được những điều lớn lao đó. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi được một đôi điều trong cuộc sống và số phận của mình, nhưng bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không tìm cách đoạt lấy. Hãy buông hết những điều mình truy cầu xuống để bạn không bị khống chế trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa cuộc đời, một chuyến đi không bao giờ trở lại. Buông bỏ sự ích kỷ và đố kỵ nhỏ nhen. Có những cuộc sống cơ hàn khắc khổ, cũng có những cuộc sống nhung lụa giàu sang. Nhưng điều đó, con người đau khổ phần lớn lại đến từ tâm lý bất bình, từ sự nhỏ nhen của bản thân, từ những điều bạn không bằng lòng trong cuộc sống. Vậy thì bạn chẳng phải nên mở rộng tấm lòng hơn sao? Người ta nói, kẻ thù của đời người là chính mình. Quả thực đúng như vậy. Ai vượt qua được sự ích kỷ của mình, người đó là người hạnh phúc nhất. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương người khác và cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình. Hãy sống bao dung. Người ta sống trên đời này, không có ai là không gặp phải chuyện phiền phức, khổ đau, bệnh tật. Cuộc sống quá phức tạp và có rất nhiều điều mà người ta phải tự mình nếm trải. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, họa phúc luôn xoay vần, mà cái đắng cay lại thường nhiều hơn vị ngọt. Ai đó từng nói, người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất. Và để không bỏ lỡ những video mới trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.